quý vị, chiều 4 tháng 5 năm 2023, sau khi tàu SE1 gặp sự cố trật bánh ra khỏi đường ray, khiến hàng trăm hành khách bị kẹt lại ở Huế, ngành đường sắt tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những biện pháp trung chuyển hành khách. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tại khu vực tàu SE1 gặp nạn, chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế đã bố trí xe trung chuyển để tạm thời đưa các hành khách lên nhà ga. Tại thời điểm này, trên tàu SE1 có khoảng hơn 300 hành khách. Đến khoảng 15 giờ chiều 4 tháng 5, rất đông hành khách vẫn ngồi tại phòng chờ nhà ga để đặt xe đi tiếp hoặc làm thủ tục đổi trả vé. Một hành khách tại toa 1 của tàu SE1 cho biết hiện ga Huế chưa có phương án đưa các hành khách trên tàu SE1 tiếp tục di chuyển lại bằng tàu. Tuy nhiên, họ chấp nhận đổi trả vé tương ứng với số tiền của chặng đường di chuyển tiếp. Theo một nhân viên tại quầy đổi trả vé của ga Huế, trước đó phía công ty đường sắt cũng đã bố trí một xe khách để chở các hành khách trên tàu SE1 tiếp tục di chuyển vào phía Nam. Thời điểm này, tại khu vực đoàn tàu gặp nạn, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu 100 tấn xử lý ách tắc giao thông, tiến hành cắt các toa tàu bị lật bánh để di chuyển ra khỏi đường ray, đồng thời gấp rút xử lý các sự cố để sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 50 phút sáng 4 tháng 5, tàu SE1 khởi hành từ ga Huế đi vào phía Nam, sau khi rời ga khoảng 10 phút, đến gác chắn đường Điện Biên Phủ tại thành phố Huế. Toa số 6 và số 7 bị trật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.